Không bí mật. Không bí mật. Xin cảm ơn đã lắng nghe chương trình Thú Tội Lúc Nửa Đêm. Tôi là Thiên Kim, người dẫn chương trình. Chúng ta còn một vị khách cuối cùng của tối hôm nay. Tại sao người ta ác thế chị? Đi. Con nhỏ là vậy? Em gái đó, mới vừa bị đánh. Chuyện này phải báo công an nha. Anh Huy và chị đều muốn em ở lại đây tới khi nào mọi thứ ổn định hơn. Cứ coi anh chị là gia đình. Như một gia đình hạnh phúc phải không chị? Ê, mới chị nói không được vào phòng mà. Không được vào phòng ngủ chính. Không được làm phiền cậu Huy lúc làm việc. Anh thấy Nhi hấp dẫn không? Anh thấy con nhỏ này ớn quá. À, Kim. Tại sao em lại để cho con Nhi tắm trong phòng tắm của tụi mình? Anh mới là cái thằng người lạ trong cái nhà này mà. Em có những giấc mơ kỳ lạ đó. Ba đứa mình. Anh Huy ở đâu bí không? Cái này là bí mật của chúng mình. Em vừa nói gì với vợ anh vậy? Thì em chỉ cảm ơn chị thôi. Thì anh bỏ vợ anh đi. Anh bảo bà ta lạnh nhạt như con cá chết ấy. Nếu mà anh bỏ em sẽ làm anh mất tất cả. Cút ngay khỏi đây!